Bữa nay mời cô chú anh chị và các em cùng hai vợ chồng Thảo bay xuống miền Nam California ha. Chuyến này đi tour mấy ngày ở Los Angeles. Ở dưới đây thì có nhiều điểm tham quan dữ lắm luôn. Đặc biệt là có rất là nhiều cây nhiệt đới. Bữa nay cùng đi chung với vợ chồng Thảo nghe. Chào cô chú anh chị và các em. Đang đi ra sân bay nè, chuẩn bị bay xuống San Diego. Ở dưới miền Nam California, chỗ đó nóng. Gần sa mạc đó nóng. Có cái gì lạ quay cho bà con cô bác coi nha. Bữa nay ông nợ chở ra sân bay, nhắc Thái đem áo vest. Bây giờ là vô xuân hè rồi. Cảnh vật cây cối đồ xanh tươi ha. Bông nhiều lắm. Ở đây thời gian là mình bị dị ứng. Rồi tới sân bay rồi. Cảm ơn ông nội. Dạ. Sao web? Nhảy xuống đây luôn sao được? Mình phải tấp vô mình mới lấy vali được chứ. Rồi đi tới một chút thôi. À, có người ta chỉ dẫn. Cảm ơn bác. Xong rồi phải không? Bye bye ông nội. Người đợi anh Thái đi lấy cái gì gắn vô cái vali nè mới được. Đợi ổng gắn vô vali. Không biết hồi nãy đi vô không có đi lại lấy. Rồi ổng đi vô rồi kìa. Ủa phải lấy cái đó gắn vô hả? Hồi nãy em thấy ai cũng gắn đó mà. Gắn đi. Rồi. Đó là gửi hành lý. Thảo lần đầu đi hơi cùi bắp nè. Cái này để gỡ ra đặng hồi lấy hành lý nè, đem dục trong gác ông Thái là mới lấy lại. Rồi đi vô chỗ sắp hàng. Xong rồi, tới ngay chỗ này thì mình quay phim được. Còn chỗ qua hải quan thì mình không có nên quay phim nha. Cầm máy đưa nó là ông sùm. Lâu lâu mình đi bỏ nhỏ nhà. Buồn quá, tại này không cho nhỏ nít đi. Hồi lúc trước cho nhỏ đi. Rồi giờ qua hãng khác làm rồi. Cũng cho hai vợ chồng đi thôi. Gửi nhỏ cho bà nội ông nội. Để Thái lâu á. Cái này cổng 25 hả? 3 đến 36, không biết đi cổng số mấy nữa. Hello Thái. Cười cái cái. Ở đây mình bay xuống miền Nam California chừng tiếng hồ. Ủa bữa nay mình đi Santa Ana hả? Vậy mà nãy giờ nói sang đi San Diego. Nữa. Đi ổng chừng nào hỏi ổng trả lời, ổng hỏi ổng không trả lời. Khi anh đó ảnh cứ cảm ơn hết từng người nha. Trời ơi, làm công việc đứng cảm ơn biết bao nhiêu khách luôn. Bên đây lịch sự ha. Diễm cảm ơn. Cảm ơn hoài. Mỗi lần chép một cái này cái thank you. Thank you. Ở đây ta dễ. Ta lịch sự lắm. We are coming by to check that your seatbelt is fastened, your seat back and tray table are in their full upright and locked position, and your carry-on items are completely under the seat in front of you. Thường thì gia đình Thảo hay lái xe đi xuống miền Nam California, vừa đi vừa nghỉ luôn á, khoảng 6 tiếng à. Còn đi máy bay á, khoảng 1 tiếng ha. Thì lúc nào đi máy bay cũng nhanh hết trơn, nhưng mà mình sẽ không có phương tiện di chuyển, phải đặt xe. Còn mình đi trong hãng của ông xã thì có người đưa đón cho mình, cũng vui. À, cảnh này ở San Jose nè, nhìn có nhà mình không? Chắc khó lắm à, khó thấy lắm. Thì chuyến bay ngắn mà, kia có nước uống nè, với lại một bịch chip cho mình nhâm nhi. Một tiếng nhanh lắm, kia giờ chuẩn bị xuống sân bay ở dưới miền Nam California nè. Sao mà ở đây Thảo thấy lạnh kìa, sương mù dày đặc luôn, không có nắng. Trời ơi, à Thái lại nói lộn.
Thảo cứ nghĩ là đi San Diego nó nóng dữ lắm, đó gần sa mạc. Ai ngờ là đi ra biển, ra biển thì nước ở dưới biển lạnh á, khí hậu lạnh lắm. Kỳ này là teo luôn. Bà con cô bác hay hỏi Thảo đi đâu đi hoài vậy Thảo? Nhiều khi Thảo cũng không có sắp xếp trước nữa. Tại có duyên, có cơ hội, cứ đi tới đi lui vậy đó. Cuộc sống mỗi người có một cái sự sắp đặt hay sao á. Mà sẵn dịp bay qua bay lại vậy á, mới quay video cho bà con cô bác coi được ha. Có người đón mình đi về khách sạn khoảng 15 phút. Chỗ này không có chuyến bay nào đáp ha. Mấy cái chỗ này để đồ nó đi ra nè. Đợi. Đợi chắc vài người nữa rồi có xe chở mình về khách sạn. Người ta phải đi nhiều cổng rồi luôn á, mấy cái nhân viên á. Ở thấy cổng đằng kia hai cô cái dẫn mình lại đây, có hai cô khác ngồi đây đợi. Chứ tại nhiều người làm ở nhiều tiểu bang bay tới đây để giữ cái tiệc gì đó 4 ngày. No, no, I'm good, I'm good, thank you. Bữa nay Thảo xuống đây hơi lạnh. Chết mà quên đem áo lạnh rồi, tưởng đây nóng hơn ở trên San Jose. Ok. This is the first time you've been in this airport. This is where they filmed the movie Jerry Maguire with Tom Cruise. Did you ever see that movie? I've seen it, but... He always is trying. He's running in the airport trying to catch a plane to meet his client, the sports star. You know? Thì không có đem áo lạnh quên. Rồi ở dưới đây lạnh quá, đi ra biển Huntington lạnh teo, xong luôn. Tưởng nóng giống trên San Jose. Tới người đó giống như cái này là resort á, cũng lớn lắm, bự. Rồi mình đi vô khách sạn nha. Đi chứ. Mấy người này vui lắm, đứng đó cái mình tới giống như là mấy người gì ta, mấy cổ động viên á, cầm mấy cái đó mua vui lắm. Bé thích thì bé à, tùy à, người ta hỏi người ta cho lầu mấy, chính chạy trên cao ha, ở giữa giữa cũng được. This is fine, we'll call you. Sounds good. You. We're here at the front desk. Your room will be on the third floor. It's just gonna be right over here. Mm-hmm. Easiest way to get there is walking across the courtyard. Yeah. You'll take the elevators in the second building to the third floor and then follow this hallway down. Okay. Thank you. Awesome, you guys are all set. Enjoy. Bự quá ha. À, không, cây này biết thì cây kia kìa, cây mà bông màu đỏ bên kia kìa thấy. Ha. Người ta sắp khách sạn sẵn cho mình rồi. Giờ mình chỉ đi vô phòng thôi. Cây quá trời bự luôn. Đi đường nào? Cái chỗ này hồ bơi nè. Vậy đi qua bên kia hả? Này bốn mặt đều có hết trơn. Có cái hồ bơi thiệt là bự luôn kìa. Có muốn bơi mình xuống bơi, mà ở sát biển mà có hồ bơi luôn. Giờ mình đi kiếm phòng của mình. Thảo mệt mỏi với lại vụ quên thời tiết. Nghĩ là ở dưới miền Nam Cali phải nóng hơn trên miền Bắc chứ. Trên đó giờ nóng, sáng đi phải lo tưới cây đâu nữa. Rồi xuống đây lạnh quéo luôn. Mình quay đặng nhớ nè. Mình đi mình nhớ.
Dở khu này. Để ông Thái ông đi mà Thảo cứ đi vòng vòng hoài, ông la. Ông nói đi, lo đi đi. Cứ ngừng ngừng hoài. À, cái chỗ này khác nữa. Chỗ này nó nhỏ hơn chỗ nãy Thảo đứng Thảo quay phim. Có mấy bao gì để đằng trước. Chắc dọn phòng á mà. Rồi. Vô. Có hai giường cũng lớn lắm. Rồi ý đó không phải nhìn ra biển hả ba? Nhìn ra gì vậy? Ở đây thì nhìn ra một cái hồ bơi. Hồ bơi nhỏ hơn cái hồ bơi bên kia. Rồi bên đó thì đất trống. Ở trước đó thì biển. Biển lạnh lắm. Nhưng mà bãi biển thấy lớn à. Đó, bãi biển. Bãi biển khác các lài lài màu trắng nó đi xuống ra ngoài luôn á. Cô chú mình đi xuống mình dạo biển quay phim cho bà con cô bác coi. Biển ở Mỹ ha. Lạnh tèo luôn. Không có tắm được. Tới tháng 8, tháng 9 gì á. Tháng 7. Mùa hè mới tắm được. Còn giờ tắm hồ bơi đỡ. Có cái bàn nữa ha. Cái bàn. Có wifi hả? À. Có wifi giờ Thảo đang video. Quậy miếng cà phê uống nha. Mình vô trong đây rồi. Quậy trong đây coi đẹp không cho bà con cô bác coi. mới nha. Được ha. Mai mốt mình làm cái bàn giống vậy nè, đừng có cái học tủ ha, thấy nó trống thoáng hơn ha. À, đẹp. Tắm biển đi. Thảo thích thay cái nhà à, cái này riêng, cái bên đó đi riêng, rồi bên đây rửa mặt tắm riêng. Nói với bên Việt Nam á, là mấy đứa em Thảo làm vậy nè cho khô không, còn mình làm cái chỗ tắm chung luôn á, cái lúc nào cũng ướt hết trơn. Em Thảo, tại nhà Thảo còn dưới quê á, kêu sửa vậy cái mẹ nói về chơi là sửa hoài. Nó không cho, nên Thảo đi đâu Thảo hay quay để cho mấy đứa em với mẹ coi cái có ý tưởng mai mốt sửa là cho đẹp. Đó, sửa lại cho đẹp. Ôi, bự ha. Bự ơi. Có gì nữa không ta? Tủ. Hết rồi. Vậy thôi. Được ở đây 4 ngày. Trưa hôm nay đến trưa hôm nay là thứ năm, đến trưa chủ nhật về. Đó, trai đẹp nè. Trai đẹp đi tiếng hồi mệt. Bây giờ mình đi chơi nha. Người ta đang dọn phòng thì mình đi xuống mình đi chơi nè. Đi hồi không biết đường nào. Đi đường này đúng rồi. Nãy thì nhớ luôn nè. Nãy rộng quá, đi giống mê cung. Đó đi đây nè Thái. Cái Thái nhìn xuống thấy nguyên cái cụm khách sạn nằm ở trong cái khu này. Ê, khu Thảo đang ở. Rồi mình đi ra ngoài kia nữa, ra khu lớn. Gia đình Thảo tới một tiếng mấy rồi. Giờ nhiều người ta mới tới nè. Mấy chuyến bay khác á. Đẹp quá ha. Giờ mình đi ra đây coi có cái chương trình gì không. Cũng hên Thảo có đem theo được hai cái áo khoác. Tại nghĩ đi với anh Thái, thấy ổng đem áo khoác thì mình cũng phải đem đồ đẹp cho đẹp chút. Hên quá giờ có mặc đỡ lạnh. Mọi người hay nhìn Thảo cười cười. Tại mình hay quay phim á. Rồi giờ đi vòng ra biển nha. Vòng ra biển. Nhiều người ta mới đi tắm biển. Thái á, đi làm việc giỏi lắm. Làm ở chỗ nào cũng được cho đi chơi vậy á. Thảo đi chơi về hoài luôn nè. Chứ bình thường mình tổ chức mình đi chơi về tốn tiền lắm á. Tại ở khách sạn đẹp ha. Rồi 3-4 bữa tiệc tùng hoài. Thảo cứ đi với anh Thái vậy đó. Ổng giỏi lắm. Làm siêng năng, chịu làm. Ở trong tiệm ổng có hai người được đi. Ổng với anh chị nữa. Giờ nhiều người ta mới tới nè. Ở đây mấy hãng người ta tổ chức lớn lắm.
thường ta thuê luôn mấy cái chỗ này á, tổ chức cho người ta luôn á. Lớn ghê chưa? Đúng, nhiều tiền lắm á ha. Cái khách sạn này lớn lắm. Thảo thấy phải có bản đồ á. Hồi lúc mình vô á, có bản đồ người ta chỉ cho mình á. Sao? Xong chưa? Thái nói được cho cái thẻ 100 mấy chục đô, gần 200 đô, để mình muốn mua cái gì mình mua. Thì đi đây nè, thấy có nhiều cái hotel, motel nhỏ. Rồi có khách sạn lớn đối diện bên đó, mấy cái resort đó, lớn. Đi tới đây nè, hai vợ chồng đi một vòng chơi mà thấy phở 10. Phở 10 chắc là người chủ thứ 10 hay là 10 đô để mình vô mình coi. Tới chiều thì ở trong chỗ anh Thái người ta mới sinh hoạt, giờ mới có 3 giờ, nãy tới đây mới 12 mấy 1 giờ à. Giờ mình đi vòng vòng mình chơi, tại vì bữa nay là thứ năm á, nay nghỉ hả? Thứ năm nghỉ. Không có, phở không có bán. Ông thấy chỗ bán cá, ông ghẻ vô. Cũng còn mê mấy con cá. Gì mà bị hôi á. À, ăn cá ngộ ha. Con mắt nó ngộ giống ai vẽ con mắt vậy đó. Hóa sinh vậy đó. À. Cái này cũng đẹp luôn. Con này cũng đẹp luôn nè. Chú lâu lâu thấy có mấy con bự bự chút nè. Được em cá rồng nè, hai em. Hai đứa cá rồng. Cắn nhau tê tua hả? Cầy dây chốc vậy. Nó tưởng mình cho đồ ăn nó chạy tới à. Thái nói quay cái này dưới biển nè, đẹp nè. Mấy con sống thiệt á. Nhưng mà nhìn ngoài đẹp, vô hình nó lại ra màu khác. Nó có cái đèn ở trên, nó màu xanh nó rọi xuống. Ở ngoài thì nhìn đẹp lắm. Nó bị màu xanh. Đi xuống đây thì hồi lúc đi không có kịp đem trái cây gì hết. Giờ xuống đây mua trái cây ăn. Tại Thảo không có thể thiếu trái cây được. Giống như thường là ăn trái cây nhiều hơn những món khác rồi quen. Nhất là chuối nè, táo. Mấy trái nào nó chua chua, chua dừa thôi với lại ít ngọt thì Thảo ăn. Chuối thì ăn cho đừng bị dập bẻ. Táo này ngày ăn trái tốt sức khỏe. Cái bánh mì mình mua ha. À, thích nhất là cái bánh mì cắt lát sẵn rồi nè. Ổ bự quá, cái mình về mình ăn thôi. Đủ thể loại bánh mì hết, mua 2-3 bịch đi Thái. Nào ít đường được. Thiệt là đi không có chuẩn bị gì hết. Không có đem đôi dép đi biển. Cái lại đây mình mua đôi 2 đô nè. Đi biển, quần áo đi biển luôn. Ở trong Walmart này mini mà có đầy đủ đồ đi biển á. $2 à, ghẻ ha. Mua mình mang. Mình mang đi ở đây nó phù hợp hơn. Mình mang vài cao gót đi cà tưng mệt quá. Đầy đồ để đi chơi ở dưới nước. Mắt kiến luôn, khăn. Ghế ngồi. Rồi Thái mua cho Thảo đôi dép đi biển á. Nó xốp mà nó nhẹ đi. Đi bộ được, ngon luôn. Đi mua nước nè, rồi mấy cái đồ ăn giặt, rồi vài hộp mì nữa, về mình nấu nước, nấu mì ăn. Nhiều khi đói bụng á, ở biển lạnh nè, đói bụng á ha.
Ông Thái, ông nói phải cái cỏ này Tết ở bên Việt Nam chưng không? Thảo nói ở đây có nhiều cái cỏ Mỹ nó ngộ lắm. Mà ở ngoài biển có nhiều nè. Hả? Ở nhà mình có lên bụi Thái trong cái chậu bông mấy cái chậu xương rồng á. Thôi ông nội ơi, đừng nhổ. Thôi, trồng cỏ làm chi? Nó lên đầy vườn của mình. Hai vợ chồng đi tung tăng, tung tăng. Giờ đi đường tắt vô khách sạn nè. Cái mặt này, mặt ở ngoài nhìn ra bên hông. Không biết bông gì. Ở biển thôi. Nó màu xanh xanh. Chỗ này nó phá cửa rồi. Mình phải đi đường trên thôi, không có đi đường tắt được. Định đi ngay vô cái phòng mình luôn, chứ đi vòng có 15 phút mệt. Mình đi dưới biển thấy mấy hoa lạ lắm. Quay cho bà con cô bác coi. Rồi cái khách sạn, cái resort này nó lớn á. Đi vòng luôn. Giờ đi vòng qua một cái mặt khác nữa. Chỗ này đi, đường này đi. Hả? Ở này chắc đúng rồi. Nhiều đường lắm, nhiều đường bên hông á. Cái chỗ nào mà có cái mật mã thì mình để cái thẻ vô mở được. Thái nói đi tập thể dục. Nhờ có mua đôi dép đi biển rồi mới đỡ chứ. Đi đôi giày điệu kia là đi về ẹo xương sống luôn chứ tập thể dục gì. Mở cửa đi Thái. Mở được không? Rồi, vô. Kỳ này vô được, mở được. Đây ta thầy thẻ được thôi. Xác định được đường đi rồi. Đi đường tắt. Rồi, giờ vô nghỉ mệt chút. 5-6 giờ tối á, mình mới xuống có mấy chương trình của cái hãng của ông xã. 5 giờ 2 vợ chồng đi mua đồ tùm lum. Mà người ta có cho quá trời luôn nè. Tại không chịu mở ra đọc trước rồi đi mua đồ ăn. Mà cho gì bia với rượu nè. Nhưng mà cũng có thẻ để vô ăn tiệc nữa nè. Một đống sắp luôn đó. Rồi cho thẻ 100-mấy đồng nữa. Rồi đồ ăn nè. Trời ơi tao lo từ A đến Z luôn. Mà hai vợ chồng rảnh rỗi đi bộ cho mệt. Đó, xuống mình ăn thôi. Giờ mình đi xuống dưới lầu nè. Xuống coi mình có gì mình ăn. Bữa nay Thảo đăng video tới đây nha. Rồi Thảo sẽ đăng tiếp những ngày đi du lịch ở miền Nam California cho bà con coi nữa. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo của gia đình Thảo. Chúc bà con cô bác có những giây phút thư giãn vui vẻ. Tạm biệt cô chú anh chị và các em.